Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Điện. Bây giờ là ngày mùng 10 âm lịch tháng 1 năm Giáp Thìn 2024. Hiện tại là 4 giờ sáng, mình đang có mặt trên ghe Xúc Quốc, ghe của chủ Đông các bạn. Hôm nay ra quân Tết đi Xúc Quốc. Đây là hai cặp cống, một cống này cống dài 17 mét, chiều ngang của nó thì tầm 4-5 mét thôi. Bây giờ đang ở trên sông Nhật Lệ, đang dồi nước cho sạch sẽ này. Bên này là thành phố Đồng Hới, ở mặt cả bàn là Vincom Plaza và chợ cá, chợ hải sản. Từ hôm nay vẫn hơi sương mù, bây giờ đang tiến đến ra khơi, ra cửa biển Nhật Lệ để đi tìm ruốc để xúc. Chỗ mình gọi là ruốc, còn chỗ khác gọi là moi. Còn con tép ở trong sông, nước ngọt, con này là nước mặn các bạn ạ, ở ngoài biển. Nói chung cái này để xúc thôi. Khi nào có ruốc thì hạ nó xuống và xúc. Sẽ đến đến khu vực là cửa biển là Nhật Lệ, bắt đầu ra lạch cả bạn. Khi nào mà ra lạch thì đi ra nhẹ thì ra sắp đi và xem sóng lớn như thế nào để bắt đầu ra. Mà trời này thì chắc là đến lãng luôn cả bạn. Ngoài kia có 1-2 thuyền nó ra trước rồi, nhiều thuyền mình ra sau, nhưng mà cũng phải cẩn thận, không được chủ quan. Đêm nay có thuyền giặc cao ngoài vào, măn chục bốn sao vào. Còn trong bờ ra thì có nghề tre, nghề thả lưới, nghề bùa câu, rất là nhiều nghề ấy. Cho nên là phải cẩn thận các bạn ạ, không được là chủ quan. Nào sóng lớn thì giảm ga thôi, cái nơi sóng nó quá hết rồi bắt đầu chạy ra. Lạch Nhật Lệ này rất là nhỏ, nó cái đường ra là nhỏ lắm các bạn ạ, cho nên phải cẩn thận. Ngoài kia cũng có một thuyền giặc cao đang chạy vào, thuyền mình đang chạy ra, mà lạch nó nhỏ, phải đi đúng đường, còn đi sai đường thì nó sẽ cạn, cho nên là chỉ có một con đường ra và một con đường vào thôi. Ngoài kia có một thuyền đang vào này, đối diện với thuyền của mình luôn ạ, đang chạy ngang rồi. Xem thuyền này là thuyền gì, đến nghề gì vào đây. À, thuyền này là thuyền đi câu mực nháy, thường là chiều đi rồi bắt đầu sáng ngày mai là người ta sẽ vào. Bây giờ 4:30-5 giờ rồi, người ta vào để bán mực sống. Thuyền này đi một người thôi. Thuyền mình vẫn tiếp tục đang ra. Sau khi ra được cửa đó các bạn, thì bắt đầu sẽ chạy đi tìm luồng ruốc để xúc. Thì
đây có hai cái pha này, hai cái pha hai bên, và đầu này sẽ có một người cầm thêm một cái pha nữa để chạy, tức là chạy gió thì pha xuống nước, khi nào mà thấy con ruộng nó nhảy lên thì bỏ cái sao này xuống để bắt đầu ủi và sục nó vào. Quá trình là sục như thế nào thì tí nữa gặp ruộng mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Bây giờ thì đang chạy gió, thì anh kia đang ngồi cầm đèn pin đấy, là bắt đầu soi, khi nào mà thấy ruộng nó lên là quay lại và bắt đầu sục. Đi nghề này là không có máy gió, thường thì bán ngay xúc tìm bay, tìm bay đàn lớn xúc, cho nên không cần phải máy gió đâu. Bên ở thấy Thanh Hóa với Nghệ An thì người ta có sắm máy gió, người ta xúc. Thuyền đi 4 người các bạn, mình là 5. Nghề này thì đi càng ít người càng tốt, chia càng nhiều. Ngoài kia có mấy thuyền cùng đi nghề với mình đó, cũng đang xúc ngoài rồi. Những cái thuyền mà tắt điện đó, là người ta sẽ đang cày và xúc, hoặc là những có những thuyền đang thả lưới. Mùa này trời êm cho nên rất là nhiều thuyền đi, rất là nhiều nghề ngư nghiệp gần bờ. Này cắt đất liền khoảng 200 mét thôi, trong kia là đất liền. Đi cái này thì sáng 4 giờ đi, chiều tầm 2-3 giờ gì đấy là vào bờ. Ngày nào như ngày đấy xúc cái nào hết ruộng thì thôi, cứ có ruộng là đi xúc. Thuyền này chạy nhanh lắm các bạn, mới thay máy á, 4 CH, chạy giờ phải là 10 lý, nhưng mà khi bỏ cái té này xuống á thì còn khoảng mấy lý thôi. Bên này có một thuyền đang xúc này, xúc ban đêm thì sáng mai tầm 5-6 giờ sáng á vào chờ bán thì đắt hơn, bán ruột chờ cho các ba con ở trong bờ nữa ăn. Mua về nó bắt đầu xào lên xúc bạch tráng, quần rau sống cũng ăn, bà chảy luôn các bạn, rất là ngon. Cái đồ thiên nhiên ngoài biển là ngon, ngọt, chất lượng. Giờ đang chạy tìm đây, bên tay trái có một thuyền đang xúc này, người ta bỏ hai cái té xuống nó bắt đầu ủi thôi. Đấy, chạy tốc độ tầm lý chưa đến một lý, tùy theo máy của mình chạy nhanh hay chậm. Ui, cá mòi nó nhảy lên. Thường thường gần cửa biển này thì hay có cá mòi, cá lẹp và cá trích, nó hay vào ở giữa lặt biển lắm. Rồi sau khi soi thấy ruộng nó nhảy á, bắt đầu báo hiệu cho thuyền trưởng giảm ga lại. Thì bây giờ thuyền trưởng đã giảm ga rồi, mà vắt đầy xuống. Đây là cái đầy các bạn, cá vẫn nhiều này, cá trích này, cá trích nó nhảy lên, nó đi theo đèn á. Này ruộng đây thấy ruộng rồi, bắt đầu bỏ cái này xuống, mở dây này ra, đấy, nó sẽ hạ xuống, bắt đầu tới số. Đây là anh Bụt. Vài năm rồi mà gặp lại anh Bụt các bạn ạ. Bắt đầu cày thôi. Ban đêm thì khó thấy ruộng lắm, ban ngày thì nó sẽ thấy nhiều. Ơi, có mấy con cá nó vào này. Này có một người soi đèn. Ở đó, cá, toàn cá nó nhảy thôi. Giờ chỉ việc cày thôi các bạn ạ. Ban đêm thì cày thì không thấy ruộng á, ban ngày thì mắt thường mình thấy tìm từng bầy xúc. Ban đêm thì bỏ chơi hên suy, đi theo đầm, là cái chỗ nào nhiều mình hay làm á, thì chạy vô đấy xúc, tí nữa kéo lên nó sẽ biết. Ruộng nó dày á, thì nó nhảy sôi luôn,
Nhưng mà thường thường thì xúc ban đêm này thì nó ít lắm. Chiều cơ, chiều mà nó nhiều. Cày một lúc thì tôm nó không nhảy được các bạn. Bây giờ kéo lên, kéo lên thì chạy chỗ khác. Anh em đang phân lưới lên đây. Có cá chim trắng này, chim trắng về ruốc. Hai con, ba con. Ba con. Cá to ấy. Bốn con chim trắng. Ba con. Ruốc. Ê, đỏ con đấy. Cái tay đi. Bỏ ra đổ con dê này. Chim trắng này gọi ngon lắm bụt ạ. Gọi cắm cái sướng là ngon. Chim trắng này gọi bả cháy luôn. Trong này có mấy người thả lưới này. 4 giờ người ta ra thả lưới rồi. Đây này lành lắm. Rồi lên ga chạy chỗ khác. Xuống để cày các bạn. Bên này có một thuyền này. Thuyền này là ở Nhân Trạch. Mùa hè là đi nghe đèn. Mùa này là đi xúc ruốc. Bên kia đi 4 người. Bây giờ thuyền mình cũng bỏ té xuống để xúc tiếp. Tiếp tục cày. Bây giờ là 5 giờ 15 phút sáng. Hai thuyền cay song song nhau. Hai thuyền đi sát luôn các bạn. Thuyền bên này đi máy nhỏ hay sao? Thấy không đi máy. Ngày nay là cân lời mày và mạnh. Ai mạnh là người là thắng đó. Ở bên kia lên tre sao. Bên kia thì không có tơi. Rồi lên điền.
bọn tôi là phải đạp cả bàn nhảy lên một người, rồi hai người kéo. Còn thuyền mình có tơi thì nó khỏe hơn. Bây giờ trời sáng rồi các bạn ạ, vào sáng luôn. Buổi sáng nay thì quay nó đẹp hơn này, ban đêm nó tối lắm, nó tối rồi không thấy. Ngoài kia có thuyền man chục 4 sao chuyến bắt mực vào để bán. Đang vào đấy là bắt đầu thuê thuyền ra chở cá mực vào, chiều lại ra khơi lại. Thuyền này đi ở gần bờ xa xa. Ngoài kia có người thả lưới các bạn này. Trời lạnh như thế này mà bơi phao ra để thả. Buổi sáng nay thì thấy ruốc cho nên là mình quay cho các bạn xem. Nhảy này. Ruốc này mà nhiều là thả lại là có cá, vì cá nó vào ăn ruốc. Đây có. Anh trai đang lấy lưới, không biết có cá không. Con này to nè. Con này to nè. Mà chứ con nhỏ chứ con to. Qua gặp lò nó nhảy dưới mưa luôn kìa. Mưa mà chịu nhảy á. Ồ nè. Chiêu rồi hè. Chiêu luôn rồi. Chiều chạy xuôi luôn rồi. Hôm nay là cả khu biệt thự các bạn ạ, đang giao bán nhưng mà chưa ai mua cả. Từng này mà đòi 40-50 tỷ thì sao mua được. Trong khi đất đất thổ cư thì được 2-3 tỷ, 1 tỷ thôi. Tập đoàn này về đây trắng lỗ tay, về ca sĩ về nhiều lắm nhưng mà chưa chốt được lô nào. Khu này này, một căn nhà kia 30 tỷ, 3-40 tỷ. Này tầm vài 50 năm nữa thì máy mà có người mua, người ở. Khu này nó xa dân cư lắm. Cái này đang xây. Cái này là của 5 sao. Cái này dừng 2 năm rồi. Chưa thấy nó xây lại. 40 tỷ thì xây dù cả ở sướng hơn các bạn ạ. Đây là mua kinh doanh thôi. Từng lùi lại cũng được.
càng nghiêng càng tốt. Lúc này gặp lưới là nó nhảy lên các bạn ạ, nó nhảy cũng như tôm, hai bên đều nhảy. Sóng luôn, từ đây vào trong bờ tầm khoảng 15 mét thôi. Đây là một cọng nó nhảy này, bên kia một cọng là hai, nó nhảy đều nhau. Bên này hai cái như nhau các bạn. Hai cái cọng này phải xuống là sát đất, chạm đất luôn á, nó mới lên được. Đầu kia có 4-5 thuyền kìa, đang cày đâu. Bây giờ là ruột cày, mặt trời lên cao rồi, thì nữa sẽ nắng lên, tan sương mù đi. Sẽ đem ruột này vào nhà để bắt đầu phơi. Ruột này phơi thì có giá trị cao hơn, 1 cân 100.000, 100.000, 120.000, nhiều lắm thì 80. Phơi xong khô thì có thương lái đến gom luôn các bạn, nhắn. Còn ruột vào buổi chiều thì không có nặng nữa thì sẽ bán ruột mắm để cho người ta làm mắm, mắm ruột. Thì mắm ruột thì cân 15.000, 12.000. Còn bình thường bây giờ thì phơi. Nghề biển là chỉ có vậy thôi bạn. Các bạn đi gần bờ này nó sướng, có việc gì thì mình bơi vào này, bơi vào trong này nó dễ hơn. Còn đi ngoài xã thì không vào được, chi phí nó xăng dầu nó nhiều, là đi dài ngày và đóng người, người ta không thể vào được. Đi nghề gần bờ này thì đi ngày một, muốn vào là vào, muốn ra là ra, thuận tiện hơn. Qua wow, tới đây nó nhảy nhiều là các bạn này. Nào chạy mà gặp bay nó nhảy búng lên nhìn sướng mắt quá. Còn mà nó không nhảy thì nó sẽ ở dưới sâu. Vì ở đây thì nước sâu khoảng tầm 2 đến 3 mét, 2 mét đấy. Ngoài này thì có một chiếc giàn ruốc, chiếc này thì khả năng là
đi già các bạn ạ, nhưng mà đang thả, đang cày. Thuyền này là khoảng 1 tiếng là kéo một lần. Thuyền mình thì khi nào mà nó nhảy nữa thì cầu lên, nó nhanh hơn, tơi cái nó lên các bạn. Hiện tại thì nó đang nhảy. Sôi luôn. Trái này đang lấy lưới này, không biết là có cá gì không. Có à, toàn cá trích xong, toàn cá nhỏ các bạn ạ, cá nó vào ăn ruột á. Tới khu vực này thì phải quay lại, không thôi là mắc lưới của anh kia. Mỗi người cũng có một cuộc sống mưu sinh riêng các bạn, nhường nhau để mà làm. Thuyền giả sao này, giả sao giả ruốc, đi ruốc đấy. Thuyền này đi hai người. Giờ trời mù rồi các bạn, cái này quay trên giả này này, sạt một bên á. Việc này là có 4-5 thuyền té xúc như thuyền mình á. Bây giờ nhìn lên rồi không thấy thuyền nào nữa rồi. Sương mù nó xuống dày quá, với cự ly là quá gần, không thấy luôn. Rồi, thuyền trưởng bảo lấy ruột rồi các bạn. Đang nhảy này nhưng mà lấy đá rồi, bắt đầu cay tiếp. Dưới này tầm vài tá rồi, cay được tầm 15 phút á, thì được vai tá rồi, lấy lên cho nó nhẹ đã, rồi bắt đầu bỏ xuống cay thêm lần nữa, vài lần nữa rồi khoảng nhiều chạy vào bờ để đưa ruột lên cho các phụ nữ phơi cho nó khô nhanh đó, để bán các bạn, vì nghề ruột này là nhờ nó khô mà nhiều tiền. Làm mắm thì bá cháy luôn, nhưng mà làm mắm thì thời gian nó lâu hơn. Phơi con ruột này thì tầm 1-2 tiếng là nó khô à. Nó thì đặc biệt là nhỏ á, nắng nhiệt độ cao thì nó máu hơn. Rồi bây giờ tơi lên này. Rồi anh em sẽ dậy. Thuyền đi 6 người các bạn ạ. Sau khi dậy để làm việc thì anh em dậy hết. Còn khi nào mà cay anh em muốn làm gì làm, ngủ tùy thích thôi. Đấy, tơi lên, không cần phải đạp các bạn, công nghệ hiện đại. Ở Thanh Hóa nó hiện đại hơn nữa, nó chỉ cân số. Các anh em trong nhà, trong gia đình. Tốp, rồi lấy lên. Rồi bắt đầu lấy. Rồi hôm nay con hơi nhỏ, có cả cơm nữa. Cơm này đắt lắm, cân 300-400 ngàn. Qua bên này gắn thuyền, bây giờ nó nghiêng bên kia rồi. Khả năng là kéo hai lần đó.
không? Lấy đòn, để bày lên. Thì nó nghiêng khiếp, nghiêng này. Nghiêng bên này nó nổi giảm lắc lên luôn các bạn. Ôi, một bọc. Xả ra trên sân luôn các bạn ạ. Thì là múc. Ê, kéo phía sau lên nghe tối đi. Chim trắng. Mùa này chim trắng vào nhiều quá. Một con nhỏ. Ôm tụi bác, Ui, chim trắng tiếp. Bà con đắt. Tụi bác này cho kén này rồi. Ba cá ba này, tôm này cân phải 500. Mõm, đủ loại luôn. Con to con nhỏ hề. Chim trắng. Đi. Hỏi cái này kì tiên tóc rồi. Cơm này. Rồi tới đây. Cá ngát. Buộc này thì vất xuống cây tiếp. Trong cái cây thì anh em ra ngủ chơi. Còn đây là bơi nhặt cá ra. Có những cá ngát, cá hố, cá cơm, các loại cá. Bỏ thêm cái dê đăng lên. Chim trắng. Bên này đang kéo lên thêm một lần rồi này, hai lần. Tôm, u, hai con tôm bạc. Mày lao thằng lại coi. Bắt đầu cẩu lần thứ hai này. Xúc ở khu vực đây các bạn ạ, xúc trong gần bờ đây. Xuống nhá. Xuống. Dạ mi. Ô. Rồi bắt đầu cày tiếp khoảng 20 phút nữa. Cá. 20 phút là kéo lên một lần. Cá luôn.
như vườn cây tiệp, như những thuyền khác bú tới đây để xúc, xúc chỗ khác không có thì người ta sẽ chạy tới đây xúc. Bên này buộc hai bao này để chuẩn bị đưa vào bờ để qua chợ bán buổi sáng cho bà con ăn. Bán buổi sáng nó đắt các bạn, cân 40.000 50.000. Hai bao này khoảng 60 cân, thì léo nhảy mặc vào bơi thì lạnh lắm. Bây giờ trời nắng lên rồi, xúc hết vào bao luôn để đưa vào bờ, rồi bán chờ được khi nào thì bán, không bán thì phơi. Chuyến này là chuyến đầu tiên. Đưa lên kia buộc. Tất cả được 5 bao. Hơn tà. Như mấy thuyền đến đóng các bạn ạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiếc. Đang cày khu vực này thôi. Khu vực này ruộng nó vào nhiều cho nên cày. Còn buổi chiều là nó nằm bầy, nằm ổ. Nằm bầy nó ổ cực dày luôn ạ. Vậy là ở đây là xúc hết rồi. Tí nữa sẽ có hai người nhảy để đưa ruột vào đây này, phụ nữ ra đây rồi này, đưa vào trên này các bạn. Rồi bật thúng bắt đầu bóc hàng xuống, bơi vào trong bờ, và trong bờ sẽ đưa lên trên kia tầm khoảng 100 mét. Cũng hơi nắng đấy. Tôm này rồi vào hai người thôi. Thuyền cày tiếp, anh em trong kia bơi vào ngoài này làm việc, thuyền nó cày đấy. Vẫn ngày này, vẫn ngày là vẫn có. Bên kia đi 2 người, thuyền mình đi 6 người, bên kia 2 người, 2 người chia dài hơn. Lật rồi các bạn ạ, trên thùng nó nhỏ quá nên vào lúc nào cũng bị lật hết, nhưng mà không sao, mình ruột bò nó báo thôi á, nó không bị gì đâu các bạn ạ. Giờ phải đưa
đưa thủng lên nào đây, đưa ruộng lên sau. Quay lại với hai anh chàng thợ lặn đang bóc ruột lên trên trên kia. Bật thêm dè, dè vào để đừng ruột á. Xong nhiệm vụ rồi, bắt đầu hai thợ lặn sẽ ra. Chết. Đây là sóng con nhỏ đây, sóng con to là khó ra lắm. Quảng ra cho quảng ngoài ra. Ôi rồi, răng lấy dây ra lại như nữa. Quảng ra cho hỏng môi ra. Có thêm được bụt rồi, lo gì. Đây. nhảy xuống vàng ra cho họng môi ra lên vàng lên cho họng môi ra cạo lên lần thứ hai. Sau khi thời gian cay, bây giờ cũng đã đưa ruột lên thuyền rồi. Hai anh trai cũng đã đưa được thùng ra đây này, chuẩn bị lên thuyền. Răng mà đưa dê ra lại đặt nút, không lấy à? Cá hô, cá hô. Rồi xong, buộc đầy, cay tiếp. Đang có áo nhái này. Người vân vụt để dài lên. Giờ đưa thủng lên trên cabin để cất. Quá tươi. Lên ga chạy xuống tiếp. Tăng tốc các bạn ạ, giờ này phải 10 lý. Gà luôn để chạy xúc bầy khác.
thuyền trưởng ngồi trên kia để quan sát và nhìn mọi góc độ. Quá các bạn, hôm qua là tầm 10 giờ là chở vào là 1 tấn. Rồi chiều thêm 2 tấn nữa là 3 tấn. Là phơi là được 2 tạ 2 là ruột khô. Thì thương lái đến nhập luôn. Với còn lại là bán ruột mắm là cân 12.000, 15.000. Thì hôm qua tổng cộng là được 52 triệu. Lúc mình lên mình có hỏi thuyền trưởng là chú đóng. Chú bảo là hôm qua làm được 3 tấn cả khô mà cả tươi. Mà cả bán mắm là được 52 triệu một ngày. Bây giờ thì vẫn đang ít, bây giờ đi xúc cây thôi. Tầm chiều là bắt đầu tìm bầy thì nó nhiều hơn. Mà chiều thì mình không đi nữa các bạn. Tầm khoảng 11 giờ là mình sẽ vào đất liền để có việc. Giờ đầu kia chạy lên khu vực này rồi. Thì bắt đầu sẽ thả tổng xuống để xúc tiếp. Rồi, chuẩn bị mở cổng ra. Trời này nhìn khó ruộng ấy. Trời mùa hè nước nó trống rồi các bạn. Thì sẽ thấy đầy ruộng là thuyền trưởng sẽ đứng trên kia nhìn. Thuyền trưởng nhìn mắt tính lắm. Có kỹ năng nhìn ruộng rất là đẳng cấp. Số 1. Rồi xuống bắt đầu tiếp. Mới xuống thì ruộng nó nhảy này. Nó nghe tiếng máy á. Nó nhảy lên. Ruộng nó về đây này. Bây giờ phải tới một chút cho ruộng nó dồn ra. Ôi rồi. Đang buộc dây cầm rồi xẻ lên luôn. Thằng có truộc không sợ. Thêm một bọc nữa các bạn ạ. Bây giờ phải tới thuyền một chút để cho nó ra sau đáy á. Chứ
chưa nó rơi chắc nó chưa ra hết. Như vậy là đầy thứ hai đã lên. Đây kéo quá này. Kéo đi đi, đổ đi luôn. Cày tiếp, cày xong vượt này là khả năng là chạy vào để đưa ruộng vào phơi vì bây giờ nắng lên rất là đẹp rồi. Bây giờ là 7 rưỡi sáng. Cái này buộc được 2, 4, 6, 7, 7 bao. Một bao này tầm 35 cân, 35-40 cân đấy, 7 bao. Còn thêm trong này nữa, thì nữa lên thêm một vượt nữa nó bắt đầu đưa vào luôn. Đưa vào để phơi. Mới xúc xong bây giờ xịt sạch sẽ thuyền. Còn đây tầm hơn tá các bạn ạ, tá rưỡi. Đây là vượt tiếp theo. Vừa đưa đầy lên khoảng gần 70-80 cân ạ. Đang mở đầy ra để xả luôn. Khả năng là múc vào bao để bao mới. Giờ chạy để đem ruộng lên là các bạn, thì là xúc sau đem vào để phơi.
chạy lên cái chỗ lúc sáng để đưa ruột vào. Hết ga hết số. Cảm thấy nghe biển như thế nào? Giờ vào đây rồi các bạn ạ. Đưa ruột vào. Mình về luôn. Bây giờ mới 8 rưỡi thôi. Đưa vào 6 bao. Ngoài kia còn 2 bao với cái sân nữa. Đưa bọc lên. Đưa về nhà để phơi. Đưa vào 6 bao thôi, một người 2 bao. Mấy nóng 10. Giờ đưa lên này 4 bao rồi, 4 người 4 bao. Còn 2 bao hai anh kia đã bọc. Đưa lên xe bà gác. Hôm nay như vậy kiếm được hơn 10 triệu các bạn ạ. Mới 8 rưỡi thôi, 8 rưỡi rưỡi sáng. Còn từ đây đến 4 giờ chiều nữa thì nó bọc đây về phơi xong á, nó bắt đầu xe gạc ba gạc sẽ chạy ra chờ tiếp, chạy xuống chỗ kia bóc tiếp, bóc cái chỗ ngoài thuyền á, chờ bóc á. Chiến binh một ngày bóc phải 20 bao tính từ lúc sáng đến chiều á phải tầm vài chục bao. Còn trong bờ các bạn ạ, trong bờ trời chiều phải tầm tận hơn tận vào nữa. Đây, lên xe. Chơi vơi các bạn ạ, tuyển yêu. Ai yêu ăn bụt mình cho số điện thoại. Siêng năng, lương tháng mấy chục triệu. Đúng rồi, chủ ghé mà toàn đi làm đi. Chơi ruột về các bạn ạ. Sắp để phơi. Lúc sáng là phơi đây này. Lúc sáng là tại phơi đây. Tầm 2 tiếng là nó sẽ khô. Từ đây tới đâu kia luôn. Giờ về đây là phơi. Các công nhân này. Đây là nhà của thuyền trưởng. Chỉ một thuyền nhỏ nhỏ kia thôi. Chuyên làm cái xúc ruốc. Mà xây lên cái nhà 3 tầng. Đây là phơi. Quá sợ điên nữa, quay 2 bán rồi, 2 bán xe, đi tới đây bắt đầu ngồi, đi làm quá. Mình chung thì em thử, bảo nó quay thế. Này, đổ ruột ra nó phơi luôn. Tươi trực tiếp. Cái mà tâm tâm. Bán ra đây là vừa đăng à? Vừa đăng là vô núp cái nắng em. Đăng là về. Đây, ruốc phơi, đây vắt rồi thôi. Như chó cán. Hai, bốn, sáu, bảy, tám người. Công nhân trả ngay 1 triệu. Nhân thức phải đủ cái nào.
Rồi giờ chị phơi cho các bạn ạ. Mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy hay hãy cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp các bạn video sau nha. Bye bye. Chiều mà nhiều các bạn ạ. Chiều thuyền vào tầm phải 2 tấn nữa. Chiều nó nhiều lắm. Giờ bye bye, mình sẽ về. Tạm biệt mọi người. Giờ cày tới khu vực này ôm tùm luôn các bạn ạ. Sương mù nữa cho nên rất là dày đặc. Một thuyền này, bên này là hai thuyền này, thuyền nhỏ nhỏ, nhỏ kia là ba, thuyền mình là bốn, đây, có thuyền này là năm, năm thuyền, cày sát nhau luôn. Cày như này thì thuyền nào bài lớn rồi, cày nhanh đi thuyền này thắng. Bên này có một thuyền nữa. Một thuyền này sát nhau luôn. Cá chúng tôi ăn đi chân lên. Quá đâu ra được nhảy xuôi luôn. Nhưng mà có ánh nắng mặt trời á. Là chân vịt, bên này là cái cổng của thuyền mình, phải chặn ra xa một chút các bạn. Bên này là ổ á. Nhìn nó nhảy vậy thôi nhưng mà nó vào trong lũ rất là nhiều, vào đáy á, nhiều lắm, tầm phải một tà đến hai tà đấy, tùy theo thời gian. Chưa lấy ra các bạn, lấy lên ạ. Tới lên. Chuyển đi nhiều người à, không lo. Bên kia vẫn đang cay à, chuyển mình lấy lên. Ngang kia là bắt đầu khóa lại.